thường dễ gặp tổn thương. Những trận chung kết môn bóng đá nam của SEA Games giữa U22 Thái Lan thường dễ gặp tổn thương. Những trận chung kết môn bóng đá nam của SEA Games giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia luôn diễn ra. Nama Marcelino Ferdinand sukses mencuri perhatian dalam laga final SEA Games 2023 menghadapi Thailand. Marcelino benar-benar membuat para pemain Thailand kerepotan dengan aksi-aksinya yang luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, pemain 18 tahun itu sekaligus membungkam bek Thailand, Song Chai Tong Cham, yang sebelum laga sempat sombong. Marcelino, Quangen, Taufani, pha cài người cho phương dễ gặp tổn thương. Những trận chung kết môn bóng đá nam của SEA Games giữa U22 Thái Lan. Sebelumnya Song Chai Tong Cham begitu percaya diri Thailand bakal memenangkan duel melawan Indonesia. Dia bahkan berani sesumbar kepada fans Garuda Muda untuk tidak usah menonton laga itu. Namun nyatanya tim Thailand justru diobok-obok oleh Marcelino dan kawan-kawan. Para pemain Thailand bahkan sangat kerepotan menghadapi tim Garuda Muda. Thường dễ gặp tổn thương. Những trận chung kết môn bóng đá nam của SEA Games giữa U22 Thái Lan thường dễ gặp tổn thương. Những trận chung kết môn bóng đá nam của SEA Games giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia luôn diễn ra.